Xin chào 500 anh em, chào mừng em đã quay trở lại với series tóm tắt novel Mushoku Tensei trên Anime Wiki. Nối tiếp những diễn biến trong phần trước đó, hiện giờ Rudy cùng Rosie và Chernobyl chuẩn bị lên đường đến pháo đài Charon, nằm trong quân ta sẽ chống đỡ 5.000 quân địch, nghe cứ như phim 300 chiến binh. Dù vậy, khi Rudy nói điều đó cho Chernobyl, cậu ta vẫn không thay đổi sắc mặt. Ngược lại, Chernobyl vui vẻ gật đầu và nói rằng, à, dạ vậy, ok, đó là sự thờ ơ. Rudy tự hỏi chẳng lẽ Chernobyl không ý thức được binh lực đang chênh lệch đến mức nào sao? Thế là như mọi khi, cậu bắt đầu nói bóng nói gió, đi từ xa tít mù khơi đến ngay trước mặt để giải thích cho Chernobyl. Đầu tiên, Rudy nêu ra một câu nói của Khổng Tử, à mà thế giới này có biết Khổng Tử là ai đâu. Phép dụng binh, hơn 10 thì bao vây, hơn 5 lần thì đánh, hơn 2 lần thì chia nhỏ ra đánh, ngang nhau thì có thể đánh, ít hơn thì có thể chạy trốn, nhưng không bằng thì có thể tránh. Đại loại thì câu nói nó là thế. Còn ý của Rudy là quân địch ở Charon đang gấp 10 lần, chạy trốn sẽ là tốt nhất. Sau một hồi giải thích các kiểu con đa điểu, Chernobyl nghiêng đầu một cách khó hiểu. Sư phụ, chúng ta làm gì chênh lệch gấp 10 lần? Cái đậu xanh, 5.000 chia 500 là 10 còn gì? Không phải chênh lệch gấp 10 thì là bao nhiêu? Nghe vậy Chernobyl bật cười, cái kiểu cười giống như đang chế giễu sư phò của cậu ta. Ngài biết không sư phụ, nếu tính như vậy thì là chưa thêm cả sư phụ và Roshidono rồi. Bởi tùy thuộc tình hình mà ma thuật sư thánh cấp có thể chọi được 1.000 binh sĩ, trong khi cả sư phụ và Roshidono đều là ma thuật sư cấp vương trở lên, thì coi như chiến lực đã là hơn 3.000 người rồi. Pháo đài Charon có vị trí địa lý dễ thủ khó công nữa, cho nên là phe địch sẽ cần phải thêm nhiều binh sĩ hơn, chưa kể tổng lượng ma lực dồi dào của sư phụ thì chúng ta đã thừa sức rồi. Nghe vậy Rudy câm lặng không biết cãi lại thế nào nữa. Chernobyl, cậu ta rất am hiểu về chiến tranh, hỏi ra thì mới biết từ bé Chernobyl đã chăm lo học hành để sau này trở thành vị tướng tài ba. Đó cũng là một phần lý do cậu ta không bị phong sát sau hàng tá Scandal. Cái này theo kiểu, từ đầu Siron đã muốn đào tạo bài bản một con quái vật để thả nó ra chiến trường. Xem ra họ đã thành công rồi. Tiếc là quốc vương không còn sống để mà xác thực. Rudy lắc lắc đầu, tài năng chiến trận của Chernobyl không phải là điều quan trọng ở đây. Cái mà cậu đang muốn nói là cạm bẫy ở Charon cơ mà. Nhưng Paz, hắn đã ra lệnh cho cậu đến pháo đài Charon, mà còn chưa biết Rosie đi cùng chúng ta. Đúng vậy, chưa kể hắn cũng đâu có biết Rudy có nguồn ma lực dồi dào đâu. Vậy mà dám tự tiên cử Chernobyl đến Charon, chẳng phải là muốn giết cậu ta sao? Đến đây thì Chernobyl tỏ ra kinh ngạc như vừa bị đạn bắn trúng tim đen. Cậu ta đã nhận ra ý đồ của Paz, cậu đâu cần phải phục tùng một kẻ như hắn, đúng không? Nghe vậy, Chernobyl trầm tư nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nếu như ai đó thất bại, thì ta nên hỗ trợ người đó. Chẳng phải sư phụ từng nói như vậy sao? Đây là lẽ đời, khi thấy một người rơi vào đường cùng thì ta nên giúp đỡ họ. Chưa kể ở ngoài kia, ai ai cũng đang vội vã và bất an vì lo sợ chiến tranh. Đối với Chernobyl, chiến đấu không chỉ đơn thuần là bảo vệ Paz, mà còn là nghĩa vụ của một người dân Siron. Nếu đối mặt với chiến tranh, ai cũng vì quyền lợi của mình mà trốn tránh thì lấy đâu ra người đi chiến đấu. Nghe vậy Rudy hiểu rằng có nói khô họng cũng không thuyết phục được Chernobyl. Ok, đã thế thì cùng nhau đến Charon nào. Ba người lên xe ngựa, Kinger sẽ ở lại vương thành để thu thập thêm tin tức. Rudy cũng thấy có chút lạ lẫm. Chernobyl, một hoàng tử sắp ra trận nhưng chẳng có một hộ vệ nào đi cùng. Có binh sĩ ngồi hàng ghế lái xe nhưng cũng rất là lạnh nhạt. Cảm giác giống như anh ta đang chở người chết đi vậy. Con đường đến chiến trường không rộng, mặc dù là đồng quê nhưng cũng chẳng có khu nhà trọ nào cả. Vì vậy thỉnh thoảng cả nhóm phải cắm trại ngoài trời để qua đêm. Suốt chặng đường Rudy luôn nghĩ về Hitogami. Đến khi gần tới nơi thì cậu mới nhớ ra là mình sắp phải ra trận rồi. Đây là lần đầu tiên Rudy tham gia chiến tranh, trong đầu chỉ toàn là nỗi bất an mà thôi. Chiến tranh đồng nghĩa bạn sẽ phải giết người, liệu cậu đã có đủ dũng khí để ra tay chưa? Chernobyl thì ngược lại, cậu ta xem chừng khá là vui. Cứ mỗi khi thấy cái gì đó hay hay trên đường, cậu ta sẽ kể lại cho Rudy nghe rồi bật cười. Đây là cảm giác của một con người sắp ra chiến trường sao? Không, nhất định Chernobyl không phải là con người rồi. Rosie thì sao? Cô ấy vẫn bình tĩnh như thể đang đi làm nhiệm vụ, thỉnh thoảng sẽ giải đáp điều gì đó cho Rudy và Chernobyl. Quả là sensei, kiến thức của cô ấy rất uyên bác. Nghĩ tới nghĩ lui Rudy lại buồn, vì cậu là người duy nhất có cảm giác bất an. Cũng có thể vì sự hiện diện của Rudy mà Rosie và Chernobyl thấy yên tâm. Nghĩ vậy cậu quyết định phải giả vờ như mình đang bình tĩnh. Ngồi hóng hớt cuộc trò chuyện của Rosie và Chernobyl, Rudy mới biết hóa ra Rosie từng liên tục chinh phục các mê cung nhằm chờ người định mệnh của mình xuất hiện. Nhìn vậy thôi chứ Rosie cũng là người hay mộng mơ, cô ấy muốn mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Sau đó một anh chàng đẹp trai nào đó đến cứu, hai người yêu nhau, kết hôn và sinh ra một đội bóng. Và có lẽ giấc mơ của Rosie đã trở thành hiện thực rồi. 9 ngày sau, có nhóm đến được pháo đài Charon. Nó lớn hơn so với tưởng tượng của Rudy. Nhìn từ xa trông nó như một tòa thành nhỏ bằng đá. Cơ mà nhìn có vẻ không được vững chắc lắm. Vị trí địa lý rất tốt khi nằm ngay ngã ba sông, đúng là khó công dễ thủ. Lưng của pháo đài dựa vào một khu rừng bạt ngàn. Chỉ cần băng qua khu rừng này ta sẽ đến được Siron. Nhưng đó là cả một vấn đề. Trong rừng có nhiều ma vật, chưa kể di chuyển cũng rất khó khăn. Thế nên phải cùng đường lắm thì mới lựa chọn phương án đó.
Càng đến gần Ruri càng thấy Caron rất uy phong. Trên tường thành có những thứ như là máy bắn đá và tháp canh. Quy mô của pháo đài này quả thực không tương xứng với chỉ 500 quân lính trấn giữ. Có lẽ cũng vì thế mà nhìn mặt tên lính nào cũng ảm đạm u sầu. Họ theo kiểu như đang nghe đi nghe lại giai điệu, còn gì nữa đâu mà khóc với sâu. Trong quân đội điều này được gọi là sĩ khí. Xem ra mọi người đã tụt sĩ khí như tụt quân khi nghe đến số lượng quân địch là 5.000 rồi. Rudy và Rossi theo chân Genova đến phòng chỉ huy pháo đài. Mấy người lãnh đạo đều đang nhìn chằm chằm vào bản đồ, xem ra là đang lên kế hoạch tác chiến. Thấy Genova, họ liền phóng ra ánh mắt hoài nghi. Ta là hoàng tử đệ tam của vương quốc Chiron, Genova Chiron. Nghe vậy tất cả đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Mấy ngày trước Pax cũng đã gửi tin báo về việc Genova đến đây, thế nên họ không bất ngờ lắm. Cơ mà Rudy nhận ra tên chỉ huy cũ của Caron có tên là Garrick Babiliti hình như tỏ ra hơi bất mãn. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ là sĩ quan chỉ huy của pháo đài này. Ồ, nhìn kỹ hơn thì Rudy mới hiểu Garrick bất mãn không phải vì mất đi chức chỉ huy, mà bởi anh ta không muốn giao Caron lại cho hạng người như Genova. Cũng đúng thôi, bạn sẽ không dễ dàng trong một nơi mình dùng cả tính mạng để bảo vệ cho một hoàng tử nhìn như tên ô tơ cư yếu đuối được. Mặc dù vậy, nhưng đã lâu ta chưa ra chiến trường, thế nên ta sẽ ở vị trí phụ tá. Công việc chỉ huy vẫn sẽ được Garrick Donald đảm nhiệm, vậy có được không? Nghe vậy mọi người đều đồng ý, nước đi này của Genova cũng quá hợp lý rồi. Muốn thu phục lòng quân thì phải hiểu quân lính trước, sau đó thì hãy chứng minh thực lực của mình. Làm phụ tá là chức vị thuận tiện để tìm hiểu được tất cả. Sau đó thì theo lệnh của Genova, toàn bộ binh lính trong pháo đài được tập hợp. Tầm một tiếng sau, 400 binh sĩ với trang bị áo giáp đứng thành từng hàng trước một cái bục bên ngoài pháo đài. 50 người đang ở trong pháo đài để giám sát quân địch, 50 người còn lại thì đang đi trinh sát hoặc hộ tống lực lượng tiếp tế. Ai cũng thể hiện thái độ dũng cảm kiên cường, cơ thể rất cường tráng và mạnh mẽ. 500 người, thoạt nghe thì thấy ít nhưng nhìn họ đứng thành hàng mới thấy nhiều. Vậy 5.000 quân thì khủng cỡ nào đây? Cơ mà bọn họ có vẻ không tập trung khi thấy Genova đứng lên bục phát biểu, thậm chí vài người còn đang tám sóc với nhau luôn. Ta là hoàng tử đệ tam của vương quốc Chiron, Genova Chiron. Genova điện hạ, toàn thể chúng tôi, ai nấy cũng đều vinh dự khi có thể được cùng ngài chiến đấu. Người đội trưởng đứng đầu hàng ướn thẳng ngực nói như vậy, Rudy thừa biết đây chỉ là lời khách sáo. Nhìn mặt anh ta kìa, như thể đang muốn hỏi, ngài đến đây làm gì? Nói về Genova thì hiện tại cậu ta trông rất là oai phong, mặc bộ giáp toàn thân với cây gậy bóng chảy trên tay, tên nào láo nháo thì súng âm phủ ngay. Đầu tiên, hãy giải thích tình hình. Theo đó hiện tại có vài cuộc chiến quy mô nhỏ đang diễn ra. Tin tình báo nhận định rằng quân địch sẽ sớm phát động một cuộc tổng tiến công. Genova gật đầu như là đã hiểu, vị đội trưởng thì lại tỏ ra bất an, kiểu như, ngài có biết chúng tôi đang khó khăn thế nào chưa? Ngay lập tức Genova ưỡn ngực lớn tiếng nói, đầu tiên cho phép ta được giới thiệu với các vị quân tiếp viên. Nghe vậy sắc mặt binh sĩ trở nên phấn chấn hơn. À, hóa ra đây là cách tăng sĩ khí. Nhưng Rudy tự hỏi, quân tiếp viên ở đâu ra? Đột nhiên Genova nháy mắt về hướng Rudy và Rossi, hai người vội vã đi lên bục. Các binh sĩ bắt đầu náo động, ánh mắt của họ chăm chú nhìn Rossi. Hấm, có chừng ta đấy các ngươi, bỏ ngay cái định dâm tà trong người nghe chưa? Rudy biết ngay thế nào cũng vậy mà, nhưng tại sao ngay cả nữ binh sĩ cũng nhìn Rossi? Thưa các vị, tuy quân địch nhiều và quân tài ít, ta cũng đoán được chúng chuẩn bị tổng tiến công, hẳn mọi người đều bất an, nhưng đây chính là quân tiếp viện hùng mạnh của chúng ta. Giờ Rudy mới hiểu cậu và Rossi là quân tiếp viện hùng mạnh. Đúng thôi, ma thuật sư cấp thánh tương đương 1.000 người mà, Rossi và Rudy còn trên cả cấp thánh nữa. Các binh sĩ thêm một lần nữa náo động, họ thì thầm với nhau rằng, quả nhiên, cô ấy là ma thuật sư cung điện ngày trước, ma thuật sư cấp vương, là người đã tạo nên nền móng cho việc huấn luyện. Rossi có vẻ rất nổi tiếng ở Chiron, Genova cũng đang giới thiệu về cô ấy với vẻ mặt đầy tự hào. Ngoài ra, còn có vị đệ tử của cô ấy, Rudius Gregrat. Cả hai người bọn họ ai cũng là ma thuật sư cao cường cấp vương trở lên cả. Lời vừa dứt thì tiếng náo động vang lên như muốn vỡ luôn cả thanh. Ma thuật sư cấp thánh đã tương đương với 1.000 người rồi, ta tin ở đây ai cũng đều biết điều đó. Thế vậy ma thuật sư cấp vương thì sao? Có thể điều này rất nhiều người chưa rõ, nhưng hồi xa xưa trong chiến dịch Laplace từng có ghi chép rằng ma thuật sư cấp vương có thể áp chế một đội quân hùng mạnh 100.000 tên đấy. Cộng đồng mạng, giờ thì cả một hội trường đang im bặt, 100.000 binh lính. Rudy tự hỏi có phải Genova chơi hình nhân nhiều quá nên ngáo rồi không? Bên cạnh một số đang ngờ vực thì vẫn có người tin mới hay chứ. Tất cả đều nhìn về phía Rudy và Rossi với đôi mắt dò xét. Ủa, cấp vương 100.000 lính thì cấp đế là bao nhiêu ta? Ngoài hai vị ma thuật sư cấp vương, còn có Miko với biệt danh hoàng tử đoạn cổ ta đây. Và đích thân ta sẽ cùng ra tiền tuyến để chỉ huy mọi người. Hoàng tử đoạn cổ hoặc là Miko là biệt danh cấm kỵ ở Chiron. Nhưng Genova đã hùng hồn nói nó ra. Điều đó khiến binh sĩ cảm thấy rất tự tin và hò hét trong khi giơ cánh tay lên trời. Quả là Genova, Rudy không nghĩ cậu ta lại có tố chất lãnh đạo đến thế. Thậm chí ngay cả sự bất an trong lòng cậu cũng tan biến rồi. Ảo thật đấy. Sáng hôm sau, Rudy có một buổi hẹn với Genova. Địa điểm gặp mặt là phía bắc pháo đài Caron, nơi dự tính sẽ là bãi chiến trường chủ chốt.
Vì trước đó Chanoba có nói nhiều ngày một chút chuyện nên Rudy cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Khu vực này là chiến trường, ăn một cái tên lạc vào đầu thì không kịp chăn trối luôn ấy. Này Chanoba, ở đây có an toàn không? Chúng ta có thể gặp kẻ địch bất cứ lúc nào đấy. Nếu chúng xuất hiện, chẳng phải đánh bại luôn sẽ rất tốt sao? Lời của ngài chẳng giống người dũng mãnh từng khiêu chiến Long Thần Austin tí nào đâu. Được. Cái đó là khi Rudy bị dồn vào đường cùng thôi. Chứ bình thường cậu là chùm nhát cái. Mấy việc liều mạng thế này phải dành cho Eris mới đúng. Cơ mà hiện giờ Rudy đang mặc ma đạo khải dạng 2 rồi. Thế nên có bị tập kích cậu cũng chả sợ. Cái vùng này sẽ là vị trí quân địch bày binh bố trận khi xảy ra trận chiến thực sự. Nghe vậy Rudy giả vờ nhìn xung quanh. Từ đầu cậu đã biết rồi cơ mà. Cũng phải công nhận khu vực này thuận lợi để tấn công Charon hơn mấy chỗ khác. Nó là một vùng hoang dã trống vắng. Địa hình quanh co, rải rác cỏ dại và những tảng đá lớn. Nơi đây cũng hơi nghiêng xuống. Quân địch có sở thích leo dốc sao? Pháo đài tuy ở trên cao nhưng vẫn nằm trong tầm bắn của cung thủ phe địch. Bọn chúng có thể núp sau những tảng đá kia hoặc là được che chắn sau đó công thanh. Cơ mà Chanoba đang muốn làm điều gì ở đây? Chúng ta sẽ thay đổi địa hình nơi này để phe địch không bày binh bố trận được. Ồ, hóa ra là thế. Ngay từ đầu địch đã khảo sát địa hình và lên kế hoạch tỉ mỉ để tấn công. Giờ thay đổi địa hình cũng giống như phá tan kế hoạch đó. Nước đi này có thể khiến cung thủ phe địch không bắn tới pháo đài, trong khi cung thủ phe ta thì thỏa sức mà xả đạn, hảo chiến thuật. Vậy thưa sư phụ, mời ngài hãy tạo luôn một ngọn núi hoặc một thung lũng chẳng hạn. Thế là cả ngày hôm đó Rudy ngồi thay đổi địa hình. Cậu tạo ra hàng loạt cái hố sâu buộc quân địch phải dùng cầu mới đi qua được. Vài cái thì được ngụy trang thành bẫy rơi, làm vậy để ngăn địch đưa máy bắn đá đến gần pháo đài. Rudy còn tạo ra một bức tường đá và một con hào bao quanh sông nữa. Với chúng dù địch có bày trận thì cũng không dễ gì quan sát vào trong pháo đài. Tốn mất nửa ngày nhưng thế cục bây giờ là địch không dễ dàng tiến công, trong khi quân ta có thể chủ động phòng thủ. Cơ mà với Chanoba thì chừng đó chưa đủ. Vì địch có ma thuật sư, họ có thể đứng gần mấy cái hố để bắn ma pháp vào trong thanh. Bởi với ma thuật sư thì chỉ cần ở trong tầm mắt là họ có thể công kích. Ngoài ra những cái bẫy này có thể bị lấp lại bởi ma thuật sư phe địch. Cũng đúng, ta đào được thì địch sẽ lấp được. Dùng ma thuật tạo ra đất rồi lấp thôi, quá đơn giản. Chanoba đã tính đến trường hợp này. Vì thế cậu ta yêu cầu Rudy và Rossi phòng thủ những chiếc hố đó. Kiểu hai người cứ đứng trong thành tấn công kẻ muốn lấp hố, dùng ma pháp đối kháng ma pháp. Về nội dung cụ thể, tôi dự định sẽ giải thích sau. Tóm lại hôm nay bẫy hố như kia là sẽ có tác dụng rồi. Chanoba như thể biến thành một người khác khi ra trận vậy. Quả thực cậu ta vui mình và hình nhân có hơi lãng phí cho đất nước rồi. Những ngày sau đó Rudy và Chanoba liên tục bảo trì cho pháo đài. Đôi khi là lấp những cái hố, đôi khi sẽ ra cố tường thanh. Mấy việc này không tốn nhiều ma lực nên Rudy có thể làm thoải mái. Trong khi đó Rossi rất tích cực dạy ma thuật cho các binh sĩ. Cơ mà Rudy để ý, hình như mọi người hoan nghênh Rossi nhưng lại đang tránh né cậu. Không phải thù địch mà theo kiểu sợ hãi. Phải rồi, từ cái hôm Rudy làm thay đổi địa hình chỉ trong nửa ngày thì người ta bắt đầu kinh sợ cậu. Khi thấy Rudy tản bộ, các binh sĩ sẽ hốt hoảng tránh đường. Khi Rudy hỏi chuyện gì đó, họ sẽ đứng nghiêm đáp lại một cách vội vàng. Những điều đó mang lại cảm giác bị xa lánh. Chẳng lẽ đây là tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp sao? Mà thôi, kệ mợ nó đi. Đến đây đâu phải để kết bạn hay gì. Cứ chiến thắng trở về ôm vợ với ôm sếp là được rồi. Bỏ qua vấn đề đó thì món ăn ở Charon rất ngon. Đúng hơn thì đầy đủ lương thực. Xem ra Pass không gửi tiếp viện nhưng vẫn tiếp tế đều đặn. Ở Siron gạo được làm món ăn chính, đúng hợp khẩu vị của Rudy. Nhiều khi cậu tự hỏi, hay là đi lính suốt đời để được ăn cơm gạo nhỉ? Đến ngày thứ tư từ khi nhóm Rudy đến Charon, quân chính sát phe ta báo cáo rằng địch đã xuất quân. Từ thành trì của địch tới đây ước tính mất 5 ngày, xem ra vẫn có thêm thời gian để chuẩn bị. Trong pháo đài bắt đầu náo động, Chanoba cùng Garrick bố trí lực lượng. Rossi vẽ ma pháp trận trên nóc tường thành. Binh sĩ bắt đầu mài giũa vũ khí, chuẩn bị áo giáp và kiểm tra lại số lượng mũi tên. Có một số thì đang viết gì chúc. Rudy chẳng làm gì cả. Đúng hơn thì cậu đã làm xong hết rồi. Thế là cậu lên giúp Rossi vẽ ma pháp trận. Theo lời cô ấy thì đây là ma pháp trận thánh cấp hệ lửa. Rossi không chính thức học loại ma thuật này nên không am hiểu về nó. Nhưng ở thế giới này, ta có thể mô phỏng tất cả ma pháp bằng ma pháp trận. Nếu có địch, một vài binh sĩ sẽ phụ trách kích hoạt ma pháp trận, trong khi Rossi và Rudy đứng trên tường thành phóng ma thuật xuống quân địch. Đó là thời điểm then chốt nên Rudy tự hỏi liệu mình đã đủ dũng khí để giết người. Lương tâm không cho phép làm như vậy. Rudy đã lên trước bố. Sẽ thế nào nếu Lucy và Lara biết cha nó từng giết người? Đã hơn một năm rồi nhưng Rudy vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của Darius và Albert. Cậu tự an ủi là vì hai tên đó rất tàn ác, trong khi quân địch lần này hoàn toàn vô tội. Họ cũng chỉ là người bình thường đang buộc phải hoàn thành nghĩa vụ quốc gia mà. Khác với màn thanh trừng ở Asura, tại Charon lần này Rudy sẽ phải thảm sát. Dùng ma thuật giết càng nhiều địch càng tốt. Càng nghĩ cậu càng thấy cắn rút. Đời đúng như là không như mơ. Sao thế Rudy? Trong khi Rudy đang phiền muộn thì Rossi ngẩng đầu nhìn cậu. Trên má cô ấy có dính mực. Rossi trông vẫn bình tĩnh dù chuẩn bị sắp có chiến tranh. Cũng đúng thôi, cô ấy từng là mạo hiểm giả nên chắc hẳn đã tham gia cuộc chiến tranh nào đó. Quan trọng hơn, Rossi từng giết người chưa? Muốn hỏi nhưng Rudy thật khó mở miệng. Em đã từng giết người bao giờ chưa?
Khi điều đó thốt ra, ta sẽ thấy mình như một tên bệnh hoạn máu lạnh. À, em hiểu rồi, cũng biết làm gì khác được. Hứ, Rosie đang nói gì vậy? Em có nghe nói đàn ông trước khi ra trận thường muốn một phụ nữ giúp xoa dịu nỗi bồn chồn trong lòng. Nếu anh làm đến mức khó đi lại được thì sẽ rất rắc rối. Nhưng dù sao em cũng là vợ của Rudy, nên là hãy chờ em xong hết các thứ cái đã. Ồ, cô ấy đang nghĩ đến vấn đề ABC XYZ. Rudy lập tức giải thích, cậu đâu đến mức ham muốn mấy chuyện đó trước ranh giới sinh tử cơ chứ. Rosie, em đã từng giết ai bao giờ chưa? Vâng, em đã từng. Một câu trả lời quyết đoán và gần như ngay lập tức. Phải rồi, cô ấy có thời gian dài làm mạo hiểm giả nên chuyện giết người phải xảy ra. Cái người đó là người như thế nào? Người đầu tiên, đó là khi em làm mạo hiểm giả ở Ma Đại Lục, em đã xảy ra tranh chấp với một người lừa gạt em, viết tưởng em là một đứa trẻ, và cứ như vậy thành ra là giết chóc lẫn nhau. Đây gọi là tình thế bắt buộc. Nhưng sau sự kiện đó, Rosie cũng nhiều lần giết người. Khi lữ hành một mình thì chuyện bắt cóc cũng thường xuyên xảy ra. Vì cơ thể em trông thế này nên bọn chúng cứ tưởng em dễ bắt cóc, tất cả đều bị em xử lý hết. Sao toàn liên quan đến lý do trông em như trẻ con không vậy? Quan trọng hơn, Rudy hiểu rằng đúng là chẳng có ai trên đời có thể sống trong sạch được mãi. Đây cũng là lần đầu tiên Rosie tham gia chiến tranh nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh, là vì đã từng chứng kiến vô số ánh mắt của người sắp chết. Thật khó tin khi cô ấy vẫn sống vui tươi và ngây thơ như vậy. Nếu chẳng may nguy cấp, em sẽ cõng Rudy và trốn thoát. Em theo Rudy là để bảo vệ tính mạng của anh mà. Vừa nói Rosie vừa giơ cái tay đang cầm mút và tạo tư thế gồng, chả thấy có tí cơ bắp nào, nó nhỏ nhắn và trắng trẻo. Rudy cảm thấy sợ giết người sao? Ừ, anh rất sợ. Tại sao vậy? Anh cũng không biết nữa. Rosie gật đầu trầm ngâm rồi lau mồ hôi trên trán, làm cái trán dính mực đen luôn. Thực ra từ 15 năm trước Rosie đã hiểu Rudy rất nhút nhát rồi. Khi đó cậu cưỡi ngựa thôi mà cũng thấy sợ mà. Nếu như đến lúc phải giết người thì anh sẽ bị khựng lại. Đó là cảm giác ghê rợn. Một phần vì ta được dạy dỗ từ nhỏ là không được giết người, một phần vì trong lương tâm phán đoán việc làm đó là sai trái. Bản thân Rudy nghĩ như thế nào về việc bỗng khựng lại? Anh nghĩ mình có muốn vứt bỏ điều đó không? Không, mọi chuyện sẽ đáng sợ nếu anh vứt bỏ nó. Nếu ta từ bỏ cảm giác ghê rợn đó thì ta chẳng khác gì một kẻ giết người hàng loạt. Làm vậy Rudy sẽ giống y như ông lão trong cuốn nhật ký. Cái con người đó, cậu thực sự không bao giờ muốn trở thành. Nhưng chiến tranh mà không giết địch thì làm sao để chiến thắng? Thế này đi, hãy thử cho rằng lần này không phải do Rudy muốn giết người, mà là do hoàng tử Chernobyl muốn anh làm thế. Đây cũng là một cách tự lừa lọc bản thân rằng mình đang làm theo ý của người khác. Dù có bao nhiêu người hy sinh đi nữa thì trách nhiệm đều thuộc về Chernobyl hoặc Pass. Nhưng có làm vậy thì ta vẫn sẽ ăn năn thôi. Sau cùng thì Rosie đề nghị Rudy cứ đứng phía sau đội hình để cô ấy chiến đấu. Khi nào cô ấy cạn ma lực thì hai người sẽ cùng nhau chạy trốn. Anh thấy đúng không? Rosie vừa cười vừa nói trong khi với tay lấy một lọ mực khác. Đột nhiên cô ấy nhăn mặt khi thấy áo choàng của mình dính mực, tức là mực cũng dính lên mặt cô ấy luôn rồi. Rudy lập tức lấy khăn lau nó, không quên hôn má Rosie một cái. Sau đó thì khi ma pháp trận được vẽ xong, hai người dắt nhau về phòng. Cứ như vậy câu hỏi liệu Rudy có dám giết người không vẫn còn bỏ ngỏ chưa có câu trả lời. Và video hôm nay cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.